Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Hôm nay lại có một tin vui đến với mọi người nữa đây. Như vậy, sau một thời gian dài chờ đợi, siêu phẩm hoạt hình 3D Giả Thiên đã chính thức hoàn thành và ấn định thời gian phát sóng. Và không biết rằng lịch chiếu cũng như nội dung chính trong bộ phim này sẽ là gì nhỉ? Vậy thì hãy theo dõi hết video này để biết thêm chi tiết các bạn nha. Đầu tiên, theo những gì mình tìm hiểu được, bộ phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thần Đông. Nói thêm một chút, Thần Đông cũng chính là tác giả của Thế Giới Hoàn Mỹ, một bộ phim đang được công chiếu và đạt doanh thu cực cao trong thời gian vừa qua. Bởi vậy theo mình, với cốt truyện thêm về yếu tố rất mạnh, sau khi Giả Thiên được công chiếu, đây dự kiến sẽ là bộ phim vô cùng hấp dẫn và ăn khách giống như Thế Giới Hoàn Mỹ đã xuất hiện và công phá màn ảnh nhỏ. Càng đặc biệt hơn, nếu các bạn đã và đang theo dõi bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ, chắc chắn không thể bỏ qua Giả Thiên, bởi vì ba tác phẩm Thế Giới Hoàn Mỹ, Giả Thiên cùng với Thánh Khư có mối liên hệ khá mật thiết với nhau đấy. Chưa hết, nếu như là một người thích xem những pha hành động mãn nhãn cùng những màn giao chiến nảy lửa, đây sẽ là bộ phim cực kỳ thích hợp với mọi người. Không chỉ vậy, Giả Thiên không chỉ có những màn PK đầy máu lửa, phim còn có giảm mỹ nhân tuyệt sắc vô cùng chất lượng, điển hình như tạo hình nhân vật ngoan nhân nữ đế, một người không chỉ có sức mạnh mà nàng còn sở hữu một vẻ đẹp đầy yêu mị, đây có thể coi là một điểm cộng trong bộ phim này. Tiếp theo, nói sơ qua một chút về Giả Thiên, bộ phim này được mở đầu với hình tượng chính con rồng kéo quan tài xuất hiện ở núi Thái Sơn. Sau đó, khi nó bay vào không gian vũ trụ, đã mang theo những người bạn cùng lớp, chính vào thời điểm bọn họ tụ hội ôn lại chuyện xưa. Điểm đến đầu tiên của nó chính là huỳnh hoặc cổ tinh. Cũng từ đây, cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm chính thức bắt đầu. Những người trầm mắt thì đấy, cùng với những cổ vật nhặt được ở một nơi có dấu vết là Thiên Âm Điện, trong truyền thuyết là nơi Thích Ca Mâu Ni tu thành chính quả, đã cùng nhau chống lại bọn quái vật cổ xưa. Tiếp theo, nội dung chính là hành trình của Nhất Vân với nam chính Diệp Phàm. Hắn bắt đầu bước lên con đường tu hành không thể quay đầu, chỉ có cách duy nhất là trở nên cường đại hơn, hắn mới không để cho bất kỳ một ai làm chủ vận mệnh của mình. Tác phẩm này không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh, nhân vật chính cứ bình thường trải qua những tao ngộ đầy hấp dẫn. Theo như những gì mà mình tìm hiểu được, đây là một bộ truyện rất đáng để đọc, thế nhưng để theo dõi và hiểu nó cần phải có một đạo tâm thật kiên định, bởi vì hành trình của Diệp Phàm không đơn thuần chỉ là một câu chuyện, nó là quá trình của một đời người từ lúc tuổi trẻ bồng bột, từng bước rút kinh nghiệm, từng vì đánh mất người mình thương mà biết trân trọng hơn những người hiện tại. Có thể nói, nam chính Diệp Phàm là nhân vật điển hình thuộc thể loại tiên hiệp đối đầu, tính cách hào sảng, mưu trí thông minh nhưng không đặt nặng tính toán quá nhiều về mặt lợi ích bản thân, phù hợp với những đạo hữu có tính cách sảng khoái, chân tình. Phải biết rằng, Diệp Phàm là một kẻ bề ngoài trông cực kỳ thư sinh, thế nhưng tâm trí bên trong lại cực kỳ bền bỉ, hành động vô cùng quyết đoán. Tuy vậy, anh ấy lại là một người rất ôn hòa, trọng tình cảm, lúc bình thản thì lại vô cùng lãnh đạm, tâm tính tinh tế biết lúc nào nên bộc lộ tài năng, chưa bao giờ gây sự, nhưng lại càng không sợ phiền phức tìm tới cửa. Diệp Phàm kiến thức sâu rộng, độ ứng biến linh hoạt, là kiểu người song phẳng, tốt bụng đúng lúc nhưng không dễ bắt nạt, đối xử tốt với bạn bè và thẳng tay với lũ tiểu nhân, không biết nể nang ai hay vướng bận bất cứ điều gì. Không chỉ vậy, anh ấy lại càng không có một phút giây nào yếu đuối trước kẻ thù. Có thể nói, đây đúng là kiểu nhân vật tạo ra cho chúng ta một cảm giác cực kỳ thiện cảm và thoải mái. Còn về nữ chính trong phim, cũng giống như Thế Giới Hoàn Mỹ, nam chính có ba người vợ, đó chính là An Tử Y, Cơ Tử Nguyệt và Thần Khê. Chớp mắt, chỉ với đoạn trailer ngắn được tung ra, thế nhưng với chất lượng hình ảnh và đồ họa vô cùng bắt mắt, Giả Thiên chính là một siêu phẩm cực kỳ hot và dự kiến sẽ là một bộ phim tạo ra sức công phá rất lớn trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ vậy, ngoài nam chính cùng những diễn biến phim vô cùng hấp dẫn, nếu bạn nào thích hình tượng Cửu Long Di Quan thì đây chắc chắn là một bộ phim không thể bỏ qua. Chưa hết, nếu như đam mê lưỡng thần trong Thế Giới Hoàn Mỹ, thì tiếp theo đây, ngoan nhân nữ đế lại khiến chúng ta phải trầm trồ với vẻ ngoài đầy mị hoặc và tuyệt mỹ của mình. Có thể nói, chỉ với một đoạn trailer, nàng gần như đã chiếm spotlight của bộ phim luôn rồi. Và cuối cùng, thứ được mọi người chờ đợi nhất tất nhiên là lịch công chiếu đúng không? Theo như nhà sản xuất thông báo, lịch chiếu của bộ phim sẽ là vào thứ Tư, ngày 3 tháng 5 năm 2023. Như vậy, thứ Tư lại có thêm một siêu phẩm hoạt hình 3D nữa để chúng ta thưởng thức rồi đúng không các bạn? Các bạn có chờ đợi Giả Thiên ra mắt không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nha! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!